mua cái à mua cành nhảy á à? ừ. nhảy hôm qua ông đâm cắt mua vứt hết bà hết đỉ à? hôm qua ông đâm ông cắt hết cành ông vứt đi nhảy vứt đỉ á ông cắt cành ấy cắt cái này, này. Cảnh chiết rồi, hay là chưa chiết? chưa chiết, à, thì giờ không chiết chị để chả chiết nữa qua cái cái uh, chả biết là phạm huyền phạm biết gì nhưng mà chả biết có chính xác hay không hay là ngắn thế nào thì cháu không biết nhưng mà ngắn bao bốn ba phân thì thấy thông tin như thế thì bảo là rồi, nó bán, bán ừ, đi. nói chung là mua số lượng như thế nào cơ ví dụ bà chiết như này xong rồi bà cần bán gấp thì bà hiểu chưa ừ. chứ còn nếu mà bây giờ như cái thời điểm cách đây hơn một năm hoặc năm rưỡi mẹ thằng Lâm nó chiết ra bao nhiêu bao nhiêu người lấy thì, thì không đây không Chứ... Chứ trước đấy là thằng 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 em gì nhỉ nó bán 20 25 000 đã thấy là rẻ rồi xong rồi. Hôm trước lại thấy cái hình như bà Huyền mấy cái vi phạm Huyền ở trên kia. Tầm tầm non nhưng mà cành nó bé hơn. Cành nó bé nào sao mà bằng như này Và cành những cái cành kia cắt ra phát là cây thoát thân to luôn. Đây. chết. Chết chết cũng nhiều phết rồi. Rồi bà chiết này cũng ra nhiều phết này. Nhưng mà hôm nay ăn cố ở, ở tận đầu. Cứ cháu thì bà bà mới cả thằng Dương cứ về đi. Thế thì ta ăn rồi á? À? Ăn rồi thôi ngồi chỗ mát đi. Ở đây thì nói chung là có cái nhài này. Có cái đơn này. Ở đây là bao nhiêu cây nhài của bà đây? 100 cây. nhài này đơn này với cả nhà nhật nói chung thanh lý là anh em chúng nó bê hơi bêu đấy không dù gì bán rẻ thì bán rẻ nhưng không được nói đây thanh lý ngày xưa thì ngày xưa có khách là trả 2 triệu rồi hai triệu là số lượng đấy còn bán lẻ thì không biết bao nhiêu đâu tại vì nói đây câu chuyện đấy câu chuyện là là câu chuyện là 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 mua số lượng với cả mua lẻ như thế nào đây trồng nho à ở đấy hôm hôm trước hôm trước 14 là 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 cắt của quả nho nhưng mà hôm ấy là đi đường thế là cái uh, bảo là vào đây để quay uh, mô hình trồng nho của của bà cô thế là cái thủy đó bảo là thôi nho nhét gì mình chả có tác dụng mẹ gì nho quay cái loại này thì còn bán được này còn kiếm gạo được cái này nho thì thực tế là lở rộ ở uh, hình như là mấy cái địa chỉ mà hôm trước tôi cho là hai địa chỉ còn các bạn nếu mà muốn đến tận nơi là cái mô hình nho hạ đen của bà cô ấy thì đánh cái chỗ chữ là chùa tổng bình dân bình dân nó là cái thôn thì là chùa tổng bình dân nào nó khá nổi tiếng đấy thì là sẽ có cái biển nho hạ đen của bà cô còn ở trên hà nội nó là cái mô hình như kiểu trồng nho như thế này này kết hợp các khách tham quan xong rồi đến đây người ta bán trăm rưỡi hai trăm hai trăm rưỡi ba trăm nghìn một cân xong rồi đến đây chơi xong rồi hái quả mang về ăn uống ở đấy. Đây là nhài kép đây nhá. Cái loại này bây giờ không biết giá được bán được bao nhiêu. Các ông mà mua được số lượng như thế nào thì báo tôi nha mua lẻ thì thì hơi khổ. Có trăm cây. Nhài kép thì bà chị bà bảo nhài kép của em là mấy lá thì thực tế là nói chung là người ta gọi là nhài kép ba lá chứ còn một cái chỗ đối xứng thì nó rất là nhiều. Bình thường nó đối xứng ba lá còn nếu mà nhài của mọi người cái màu lá nó cũng khác, cái lá nó cũng khác. Bình thường mọi người chỉ hai lá mà lá của mọi người nó khác, đây này lá của mọi người kiểu kiểu như này. Ờ, nhìn lá xong nhìn hoa là mọi người biết. Đấy. Còn cái này thì thực tế là nói là ở tôi thì những cái thông tin tôi vừa nói là ở tôi thôi. Tại vì ở tôi thì là ra ngoài là nó nóng. Điện thoại nó nóng. Chứ còn ở các nơi khác thì cái, cái 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 nhài này này đăng lên hội thì là người ta bây giờ mới người ta mới bắt đầu người ta người ta thổi lên. Còn đây là cái đơn này là đơn nhung lá nhựa. Nhung lá nhựa. Lịch hôm nay là 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 các cái loại này thì nói chung là bà cô bảo không biết được bao nhiêu. Nếu mà cứ bán được thì tốt. Còn được giá bao nhiêu thì mày là điện lại cho tao rồi. Đấy đấy, cháu bán cái loại này khách chỉ trả 200 thì bà lấy cháu trăm rưỡi kiểu kiểu vậy. Chứ còn chả biết là giá còn có nhiêu. Ngày xưa là cái loại này cũng cũng ghê đây này. Chưa có cái thời điểm mà Nó Có thời điểm là mình bán cái loại này có 200, 250 Nó cao cây là nói chung là cả bầu là 1 m Còn các cây con loại này thì bé này Một cây nó khá, khá già Và Sơn bà bị ốm Thế có Tuấn Dinh nó bảo là Đây là còn đây là đơn cờ Mẹ anh giá phải đo, phải đo chi tiết nhưng con cái thủy nó lên trên kia nó bốc cây Thế là nó mang bố thước đi qua vừa ăn cắp được của con thằng Tuấn Dinh cái thước ừ. ờ, gốc thì như bọn nhài này nói chung là cây cao lắm. Xong rồi đây là chiết để để để, để ấy thoát thân đi, chiết để thoát thân đi. Mà nói chung là nếu mà làm cái một cái mô hình ừ, như thế này là các cái mô hình gọi là bán bán cây bán cây cảnh thoát thì như cái bọn này nó rơi vào như bọn này nó gửi gốc tầm 2 phân bảy ba phân. Vanh nó như thế này là vanh tầm uh, tầm tầm 10 hơn 10 đấy. 2 4 6 và 80. Đấy. Tía tôi phải còn phải chụp ảnh mà. Bọn này nó chỉ bằng nó hơn ngon. Hình như cái tip này là tip bao nhiêu đây này. Đây. Yeah. Xưa có khách giả 2 triệu rồi đấy. có mua lẻ thì khó lắm. Các ông cứ áp vào cái việc là tôi tôi bảo là khách nó trả 2 triệu xong rồi các ông trả 2 triệu thì chưa chắc các ông đã mua được thật mua kể cả trên hội hoặc mua rất bất kể ở đâu Ê, giá tôi bảo lấy mà giá số lượng thì là các ông phải mua số lượng cơ chứ nẻ nó mệt lắm mày nẻ mất công đánh xong rồi tự nhiên để em thiệp ra đây là cũng phải trả đây là như cây này là rất đẹp này. nói chung là ngón chân này nói chung nó phải tầm bằng ngón chân cái này đây này trồng chồng sau ngang tôi cái bọn này nó chỉ rơi vào khoảng tầm vanh, vanh 9 vanh 10. Tầm cái này tầm này 2 phân 7 3 phân. 2 4 6 8 10. Ừ, tạng tạng như vậy. Cao cây thì nói chung là dày di dày rít này thì Đấy lát phải có một cái thủy nó đứng đây này. Để mà bảo thằng em Dương nó đứng để cho xem ra cho mọi người xem cây to hay cây bé như thế nào nhé. gốc này này toàn thoát thân nó nhưng mà cái củ kia thì to à, cái điện thoại này đây này điện thoại nó ra ngoài thì nó nó bị nóng cao cây như này thì nói chung là nó phải tầm hai mét rưỡi qua wow, cái video đăng lên thì nó lại mệt đây để cho bảo thằng cu em này nó nó đứng đằng sau một vài cây dương ơi mày đi ra đây cùng mấy anh xong rồi Mày đứng sau một vài cây để để xem cây nó to như thế nào chứ tao quay như này thì biết thế nào. Cây nào cũng được. Đây chúng ta đây. Mày cứ đứng cây nào thì mày đứng. Mày thích đứng cái đứng cây nào thì mày đứng. Mày ra đây con nhà lông nhưng chả có mang thước mang thước gì. Qua wow, vừa ăn trộm được cái thước của thằng Tuấn thì Ờ nó cũng phải 3 mét đấy, gần 3 mét đấy. 3, 3 mét Nói phét Điên à hai tay, hai tay của mày nó bằng chiều cao của mày Hai tay dơ ra bằng đúng chiều cao của mày hai mét à Thôi thằng của em nó chịu trách nhiệm về lời nói của nó nha Tôi không chịu trách nhiệm đâu Nói chung là hai tay là bằng chiều cao Thì nó chắc là tán như thế này nó được khoảng tầm mét 6 Mày cái cao mét 6 thì như hơn mét 6, mét 7 Thì nói chung là thế thôi Gốc thì nó không ấy cho nên là Gốc chắc là được tầm 2 phân 7, 3 phân gì đấy Thoát thì nó 2, 4, 6, 80. 80 Nói chung cái chỗ này nó phải được tầm 9, 10 đấy. đấy. Đi 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 tiếp đứng vài cây đi Còn ở đây nó nó kiểu nó Đi xuống dưới ấy, nó có mấy cái cây nó đứng một mình ấy Có nhiều cái loại có dễ lắm rồi đây này Kênh chiết đây này Nói chung bà bà Sơn mà không ốm là giờ lại bà cũng cuồn cuột đấy Vừa ăn cỗ về tao cũng vẫn phải đi làm Nhưng mà dạo này ốm cho nên là Thế này đứng mấy cây dưới này này Nó có một mình này chứ còn vào đây như rừng ấy Mẹ đứng thì có nhìn thấy cái gì đâu Ừ cây đẹp này Nhưng mà đéo nhìn thấy gì luôn Mẹ cao lắm cây này phải 3 mét Kiểu nó to quá ấy Xong rồi ở đây nó như rừng ấy cho nên chả nhìn thấy cái gì kìa kì à, mày đứng cái này này nó đứng một mình như này những cây cây đằng sau này này ừ đấy nó một mình đấy thì rung rung rồi bây giờ sớm tắt nước à cả cả cắt mướp à hòa thường lắm đấy. đấy cũng bán hàng cũng biết lịnh này đùa đâu nó không biết kiểu gì nó to lắm Mày giới thiệu với các bạn thôi chứ còn tao thì tao lạ gì Đấy gì bông hồng. Ừ, nó thơm. anh anh uh, tuyến đô anh ấy đang đang xê đô tuyển đô tiếc gì đấy cùng với bọn thôi nói chung là nhà này nó mới về nhưng bị năm nay thôi nó nó dịch dã thế nào chứ không là xong rồi đấy mày phải đứng sau đi để tao làm mấy cái ảnh